Để chuẩn bị cho thị trường hoa kiển dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc tiến hành xử lý ra hoa giống lan quệ cũ bằng cách cắt bỏ phần lá và rễ, đem phơi nắng khoảng 1 tuần, sau đó bảo quản trong bóng mát 2 tháng. Khi đó, những chồi hoa sẽ tự nhú lên và nở vào đúng dịp Tết. Người trồng chỉ cần mang ra trồng trở lại vào chậu và chăm sóc, chiêm ngưỡng những sắc hoa rực rỡ. Đam mê và gắn bó với lan quệ cách đây khoảng 7 năm, anh Nguyễn Đức Thọ ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết đã chuẩn bị xử lý ra hoa khoảng 2.000 củ lan quệ cánh kép Hà Lan để phục vụ thị trường Tết. Sau khi phơi nắng khoảng 1 tuần, những củ lan quệ sẽ được đóng gói, vận chuyển đến những khách hàng đã đặt mua trước đó. Thường những củ có đường kính 8cm và độ hoành 25cm đạt chuẩn để xử lý ra hoa. Tùy theo kích thước mà giá lan quệ dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một củ. Mỗi năm, anh Nguyễn Đức Thọ cung ứng cho thị trường cả nước khoảng 10.000 củ lan quệ. Ưu điểm của giống hoa này là dễ vận chuyển, ít bị ảnh hưởng đến chất lượng, dù thiếu nước trong một thời gian dài. Không chỉ có màu sắc đẹp, đa dạng, lan quệ cánh kép Hà Lan được nhiều người chơi ưa chuộng do thời gian hoa nở khá dài, khoảng 1 tuần mới tàn. Nếu mà cái cây lan quệ này mà trước khi mình mua về mà để cho trồng ra bông nó đẹp á, thì trước tiên mình phải về là ngâm nước nó. Ngâm nước cho khoảng chừng 24 hoặc là 48 tiếng đồng hồ, đặng cho cái củ nó hút no nước. Rồi xong đó nó sẽ lú cái rễ con ra. Rồi khi đó thì cái người chơi đó, trồng vô chậu thì cái cây bông nó sẽ lên cái màu đẹp hơn. Và đồng thời là cũng để trong mát để cho giữ cái bông nó lâu tàn. Thì cái nói chung là cái cây lan quệ này thì trang trí trong phòng, phòng làm bàn làm việc hoặc là trang trí ở sân vườn cũng được. Nói chung là cái cây này nó dễ phù hợp, chân ở đâu cũng được hết, rất đẹp. Nếu mà mình muốn cái cây lan quệ này mà nó ra bông ngay Tết á, thì cái cuối tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 mình sẽ nhổ lên cắt lá và rễ bỏ hết, và đồng thời mình phơi nắng xong rồi mình mới đem vô nhà để lại cho nó tạo lên cái nụ. Rồi trong sau 2 tháng đó thì mình sẽ trồng lại thì nó sẽ cho cái hoa ngay Tết. Mình sẽ chơi là đúng Tết Nguyên Đán. Nói chung thì mình cũng có cái kinh nghiệm cơ bản về cái giống lan cũ. Rồi hiện nay thì cái cây mới thì nó khó tính hơn. Thì mình về mình có thể mình trồng trong giàn mát. Chứ ra nắng trực tiếp nhưng mà cái giống cũ thì nó sẽ bị bệnh hoặc là nó không phát triển nổi. Thì vậy là mình phải về là cho nó vô giàn mát rồi chăm sóc kỹ, rồi muốn khi xử lý ra hoa thì mình cũng làm như cách cũ thôi, nhổ lên và làm phơi nắng như vậy. Hiện nay thì nó cũng có nhiều loại, có những loại bông thì nó nhỏ, có loại bông thì nó rất to. Như cái bông này thì cái đường kính nó là khoảng là 20cm, là 2 tấc, là bông rất to. Cái củ mà mình bán thì quy chuẩn là sao đấy anh? Mình bán, nếu mình bán củ thì nó có cái quy chuẩn từ xây 24-26 thì cái giá nó thấp hơn. Còn xây 26-28 thì nó mỗi xây thì nó khác nhau. Xây lớn thì bán tiền nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.